Ngày 21 tháng 11, Đảng bộ xã Lâm Vĩ đã tổ chức trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho 3 đảng viên. Dự buổi lễ trao tặng có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Trong đợt này, Đảng bộ xã Lâm Vĩ có 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, đó là đảng viên Ma Thị Định, sinh năm 1945, được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đảng viên Phạm Ngọc Mai, sinh năm 1951, được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đồng thời truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Văn Tần. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, ghi nhận quá trình phấn đấu, sự cống hiến, đóng góp của các đồng chí đảng viên, mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.